Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng đồng hồ vạn năng và đồng hồ số, gọi là đồng hồ digital. Thì với các bạn đã biết sử dụng thì có thể các bạn có thể bỏ qua cái bài học này. Thế còn các bạn mà chưa biết cách sử dụng thì các bạn sẽ quan sát để tôi hướng dẫn các bạn sử dụng như sau. Đây gọi là cái đồng hồ vạn năng, và chúng ta thấy ở trên cái thang đo này nó chia thành 4 phần. 4 phần. Cái phần màu đỏ này là cái điện áp để chúng ta đo điện áp AC. AC. Thế còn cái phần DC, ở đây người ta ghi rõ là AC vôn, đo điện áp AC. Thế còn ở đây là DC vôn, tức là chúng ta đo điện áp DC, áp một chiều đấy. Với cái điện áp AC này thì chúng ta đo chiều nào cũng được, để que đo chiều nào cũng được. Đây tôi lấy ví dụ tôi đo luôn cho các bạn xem. Đây tôi có cái ổ điện là điện lưới 220V. Tôi để thang 250, tôi đo vào hai cái ổ điện này. Thì chúng ta thấy nó báo như thế này. Đúng nhỉ? Chúng ta đo xuôi cũng được, mà đo xuôi này cũng được, mà đo ngược này cũng được. Thì nó gọi là điện AC xoay chiều, thì chúng ta đo chiều nào cũng được. Thế cách đọc ở trên cái thang đồng hồ thì chúng ta đọc như thế này. Giả sử chúng ta để vào cái thang 250, có nghĩa là cái kim đồng hồ nó lên hết thang đo thì nó sẽ là 250V. Thế như vậy là chúng ta sẽ chia nó ra áng áng. Chỗ này nó ghi đây cái thang 250, nó ghi số 250 đây. Thì cái chỗ này nó ghi 200 này. Thì chúng ta thấy là cái điện áp lúc này là nó đang là khoảng 200, tầm độ 235V, 230V các bạn nhé. Điện áp lúc này nó hơi khỏe, hơi mạnh một chút. Thì nếu mà chúng ta để thang cao quá thì sao? Thì cái kim đồng hồ nó báo ít như thế này thì chúng ta đọc nó không chính xác nhá. Còn nếu mà chúng ta đã để thang thấp quá thì nó kịch kim, là chúng ta phải để cái thang nào nó phù hợp. Thì ví dụ chúng ta đo 220V thì chúng ta để thang 250V là phù hợp rồi, đúng nhỉ? Ngược lại, nếu mà chúng ta đo điện AC mà chúng ta lại để thang DC thì nó không báo nhé các bạn nhé, nó không báo. Đấy. Thế còn đây là cái thang DC vôn. Thế thì cái cách đo thì đây tôi cũng lấy ví dụ, tôi có một cái bo mạch đây. Điện DC thì chúng ta phải có một cái bo mạch. Bo mạch để chúng ta đo thử. Thì đây là cái bo mạch của tủ lạnh. Và bây giờ nếu mà tôi cắm điện thì cái điện ở trên cái tụ hóa này này là nó sẽ có khoảng hơn 300V. Thì cái cách đo như này. Bây giờ tôi cắm điện vào. Tôi cắm điện vào cái bo mạch này. Và bây giờ tôi để thang. Nếu mà chúng ta đo thang 300V mà chúng ta để 250 thì chắc chắn nó sẽ kịch kim, đúng nhỉ các bạn? Đây tôi đo như này. Chúng ta thấy nó kịch kim nhé. Thì cho nên chúng ta phải để thang 1000 các bạn nhé. 1000. Đấy. Thì nó báo cho chúng ta khoảng 305V, 310V nhé. 310V. Và khi chúng ta đo bằng cái thang DC này thì chúng ta phải để đúng âm dương. Chúng ta đo ngược thì nó sẽ giật ngược kim về sau nhé các bạn nhé. Chúng ta phải để đúng cái chiều âm dương, que đỏ vào cực dương, vào điện áp dương nhé, que đen vào điện áp âm. Thế còn trường hợp chúng ta để thang thấp hơn cái điện áp chúng ta cần đo thì nó sẽ kịch kim nhé. Thì chúng ta lại phải để cái thang tăng lên và chúng ta đọc cái trị số. Ví dụ như chúng ta để thang 1000 ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái thang nhân 10 này để chúng ta đếm. Thế thì giả sử nó lên đến số 3 thì có nghĩa là nó, chúng ta để thang 1000 mà để vào cái, chúng ta đọc theo cái vạch số 10 này, có nghĩa là mỗi một số nó tương đương với 100V. Vì vậy nó lên đến số 3 thì nó tương đương với 300V. Và ở đây nó sẽ báo khoảng hơn 300 một chút nha. Hoặc là các bạn có thể đọc theo cái thang 250 này thì nó chuẩn hơn này nha. 250 thì có nghĩa là gì? Mà các bạn lại đang để vào thang 1000 có nghĩa là gì? Mỗi một đơn vị ở đây nó sẽ bằng, mỗi một cái vôn ở đây nó sẽ bằng, trong thực tế nó là 4V, các bạn hiểu như vậy. Cho nên là ở đây nó báo là 75 chẳng hạn, cái số 75 chẳng hạn, chỗ đây chẳng hạn. Thì nó tương đương với 4 lần 75 tức là 300, đúng nhỉ? Đấy, thì chỗ này nó báo là hơn 300 một chút, thì cái này, đấy là cái cách sử dụng cái thang DC. Các bạn nhớ cho tôi là gì? Đo DC thì ta phải đo đúng chiều âm dương,
đo ngược thì nó sẽ giật ngược kim về sau. Là một cái. Thứ hai là nếu chúng ta để thang DC mà chúng ta đo vào vào điện AC thì nó không báo nhé các bạn nhé. Thế còn chúng ta để thang AC mà chúng ta đo điện DC thì nó có báo hay không? Thì chúng ta thấy nó có báo nhưng nó báo sai các bạn nhé, nó báo gấp đôi luôn. Chúng ta nhớ cho tôi là nếu như chúng ta để thang AC mà đo điện DC thì nó báo sai. Ví dụ đây có 300 thôi nhưng nó lại báo thành 600 các bạn nhé. Thì nó báo cao gấp đôi nhé. Cho nên là chúng ta đo điện DC chúng ta lại phải để đúng cái thang DC của nó nhé. Thì đấy là về hai thang đo điện áp. Thế còn ở đây nó ghi chữ ôm này là để cho chúng ta đo trở kháng. Trở kháng thì nó có các cái lớp là nhân 1, nhân 10, nhân 100, nhân 1000, nhân 1K và nhân 10K. Thì cái này để chúng ta đo trở kháng của dây dẫn, trở kháng của mạch in, trở kháng của điện trở. Thế còn cái thang này là DC mA. DC mA thì cái này là đo dòng các bạn nhé. Đo dòng. Và các bạn chú ý cho tôi là khi các bạn mà để thang đo dòng này hoặc là để thang đo điện trở này thì tuyệt đối các bạn không được đo vào điện áp nhé. Giả sử bây giờ chúng ta để nhầm hai cái thang này, thang dòng, đặc biệt là thang dòng này mà chúng ta đo vào điện áp này là lập tức nó bị đồng hồ nó bị cháy các bạn nhé. Các bạn chú ý như vậy. Tuy nhiên ở trong đồng hồ nó có cái cầu trì nhưng mà đôi khi cầu trì nó cũng không kịp để bảo vệ cái trường hợp chúng ta đo nhầm đâu nhé. Chúng ta đo đèn thang điện trở cũng như vậy, chúng ta mà đo nhầm vào điện áp là lập tức nó cũng nổ cầu trì, rồi thì nổ các cái điện trở bên trong cái đồng hồ này. Nếu mà đơn giản thì chúng ta sẽ sửa được, mà không thì chúng ta phải thay cả cái đồng hồ này. Cho nên là khi mà chúng ta đo vào hai cái đường này này, đó là đo dòng và đo điện trở này, là chúng ta tuyệt đối là chú ý, tuyệt đối không được quên đo vào điện áp các bạn nhé. Đấy là tôi nhắc các bạn là chú ý như vậy. Thế còn các bạn để thang đo điện áp DC các bạn đo vào AC không sao, nó không báo thôi. Các bạn đo để thang AC mà đo vào điện DC thì nó báo sai nhưng nó không bị làm sao cả, các bạn chú ý như vậy. Chính vì vậy mà khi mà xong kết thúc mà cái phiên làm việc thì bao giờ người ta cũng phải trả đồng hồ về vị trí ốp hoặc là về vị trí của thang đo DC hoặc là AC, thì sau này chúng ta có nhầm nó cũng không bị làm sao nhé, các bạn chú ý như vậy. Thì đấy là lý do tại sao người ta luôn làm nút ốp ở ngay cạnh cái các cái AC hoặc là DC này. Thế còn đây là cái thang đo điện trở dùng để cho chúng ta đo điện trở. Tôi lấy ví dụ ở đây tôi có một con trở 15K đúng nhỉ, chúng ta đọc là low, xanh, cam là 15K nhé. Thì chúng ta muốn đo điện trở này một cách chính xác thì chúng ta để vào thang khoảng nhân với 1K đi. 1K mà chúng ta thấy đo, trước khi đo điện trở chúng ta chú ý là phải chập que đo vào và chỉnh đồng hồ về không các bạn nhé. Và đồng hồ này là phải đủ pin nhé, nếu mà nó yếu pin thì nó sẽ không về không được các bạn nhé. Và ví dụ đây là trở 15K thì các bạn đo nó báo 15 nhân với 1K có nghĩa là 15K thì là chuẩn. Đấy, chúng ta thấy nó báo chuẩn 15K luôn nhé. Nếu mà chúng ta để thang cao quá, giả sử thang nhân 10 mà nó báo như thế này thì chúng ta đọc nó sẽ không chính xác các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta thực hành đo cái con điện trở có trị số nó nhỏ hơn nhé. Thì ví dụ trên tay tôi ở đây là cái con điện trở 4,7K. 4,7K thì chúng ta cứ đo thôi, chứ đo điện trở mà nếu mà nó, bây giờ tôi đo vào mà thấy kim nó nhích ít quá thì tôi tăng dần thang đo lên nhé. Đây, chúng ta thấy cứ tăng lên nhé. Và chúng ta chọn một cái thang đo bao giờ nó nằm ở cái khu vực từ đây này nhé. Thì chúng ta sẽ tính nhé. Còn nếu mà ví dụ như các bạn mà để thang cao quá thì nó lên tít tận gần bằng 0 này thì là nó sẽ sai số các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn chọn thang đo là bao nhiêu cho nó phù hợp thì có nghĩa là gì? Các bạn cứ đo vào và cái thang nào mà nó nằm ở cái vị trí khoảng này từ đây này thì các bạn dùng cái thang đó để các bạn quan sát nhé. Thì tôi lấy ví dụ đây thì tôi để thang 1K, trước khi đo ta cũng chập thang đo về 0 thì tôi đo thì nó nằm ở khu vực này thì tôi vẫn đếm được, tôi vẫn nhìn thấy là nó báo là gần 5K. Và tôi để thang 100 ohm
Tôi cũng lại chập lại về không, bởi vì các thang đo là chúng ta phải chỉnh lại về không nhé. Tôi lại đo, nó lại lên đến cái chỗ là gần 50 ohm, gần 50 nhân với 100 thì tức là 4,7K. Thì như vậy là coi cái con 4,7K này chúng ta có thể chọn thang 100 hoặc là 1K, là hai cái thang mà cho chúng ta cái vị trí mà chúng ta dễ đọc nhất. Còn nếu mà chúng ta mà để thang nhân 10 hay là để thang nhân 10K hay là nhân 10 ohm thì 10 ohm thì nó lên một tí ở chỗ này và 10K thì nó lên sát cái không này, thì rõ ràng là chúng ta đọc nó sẽ không chính xác nhé. Vì vậy chúng ta chú ý là khi mà chúng ta đo thì chúng ta phải chọn một cái thang đo tùy theo điện trở nhé. Có nghĩa là chúng ta cứ đo vào và nó lên thấp quá thì chúng ta tăng thang đo lên nhé. Nó lên cao quá thì chúng ta giảm thang đo xuống. Thì đấy là cái quy tắc ở trong cái đo điện trở nhé. Ngoài ra cái thang đo điện trở còn dùng để đo trở kháng của mạch. Thì tôi lấy ví dụ bây giờ tôi mà đo cái trở kháng của cái đường 300V này. Chúng ta mà đo trở kháng của đường 300V thì chúng ta phải xả điện trên tụ đi nhá. Chúng ta lại để thang nhân 1. Thường thường là chúng ta đo trở kháng của mạch thì chúng ta để thang nhân 1 thôi nhá. Và chúng ta thường là đo hai chiều các bạn nhé. Đo hai chiều. Đo xuôi này, đo ngược này. Và một cái trở kháng của mạch thì chúng ta thường là tính theo cái chiều có trở kháng cao hơn các bạn nhé. Một chiều thấp như này chúng ta không tính đâu nhá, mà chúng ta phải tính theo cái chiều có trở kháng cao hơn. Và khi mà chúng ta đo vào trong mạch như thế này thì thường là cái que đen nó về phía dương của tụ ấy, que đỏ nó về phía âm của tụ, thì nó sẽ là cái trở kháng của mạch nhá. Thì khi đó cái trở kháng nó sẽ báo cao hơn. Chúng ta chú ý như vậy. Thì đấy là về cái thang đo điện trở tôi muốn giới thiệu với các bạn. Thế còn cuối cùng là cái thang đo dòng. Thì chúng ta khi chúng ta để thang đo dòng ở đây nó là DC mA, tức là đo dòng một chiều. Và nó cũng chỉ đo ở cái hàng mA thôi. Cao nhất là chúng ta đo được 200mA, 250mA, có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1/4 của ampere thôi các bạn nhé. Những cái dòng cao hơn thì chúng ta không đo được bằng cái đồng hồ này các bạn nhé. Bạn chú ý cho tôi như vậy. Và chúng ta chỉ đo được cái dòng cao nhất là 250mA và thấp nhất là đo được 50 microampere các bạn nhé. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi muốn đo cái dòng điện của con đèn LED này nó là bao nhiêu nhé. Thì chúng ta mà muốn cái đèn LED này nó sáng thì chúng ta phải đấu vào một cái điện áp và chúng ta phải dùng một con trở hạn dòng. Và cái con trở hạn dòng này chúng ta phải hạn chế làm sao đó để cho cái dòng điện nó đi qua cái LED này nó còn khoảng 10mA thôi nhé. Nếu mà để cao quá thì nó sẽ bị chết cái LED này các bạn nhé. Thì tôi lấy ví dụ bây giờ mà tôi mắc cái bóng này vào cái điện áp 16V chẳng hạn. 16V. Bây giờ tôi kiểm tra xem điện áp 16V này nó còn hay không. Để tôi thử mắc cái bóng này vào. Đây tôi đo điện áp 16V này ở trên con tụ này. Nó vẫn còn 16V các bạn nhé. Và cái con bóng này nó chỉ chịu được có 3V thôi. Như vậy là chúng ta phải cản cho nó là khoảng 13,5V. Đây là 16,5 nhé. Cản 13,5V là chính là con trở. Tôi mắc nối tiếp với con đèn này. Con này là 3V, con này là 13,5V này. Thì bây giờ chúng ta tạo ra một cái dòng Y bằng 10mA, tức là bằng 10 nhân với 10 mũ trừ 10mA, tức là bằng 10 mũ trừ 2 của ampere các bạn nhé. Bây giờ chúng ta tính ra R cần để đấu để cho nó tạo ra sụt áp này thì nó sẽ bằng điện trở nó sẽ bằng U chia cho Y, hay là bằng 13,5 chia cho 10 mũ trừ 2. Thì chúng ta chuyển 10 mũ trừ 2 lên thì chính là bằng 13,500. Tức là gì? Ohm, tức là bằng 1,35K. Thì chúng ta sẽ dùng con trở 1,35K. Thì chúng ta sẽ lấy một con trở là
khoảng 1,5k đi chẳng hạn. Chúng ta đấu vào là ok các bạn nhé. Trong thực tế thì con trở là cái con đèn này thì không nhất thiết là phải dùng đúng đúng 1,5k, mà chúng ta có thể dùng cái điện trở nó cao hơn, nó vẫn sáng, khi đó nó tối hơn thôi. Thì ví dụ bây giờ tôi có thể dùng cái con 4,7k này các bạn nhé, nó vẫn sáng được các bạn nhé. Đây tôi đo lại xem có đúng 4,7k không. Tôi để thang 100 mà nó báo 47 là ok, đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ đấu vào đây dương này, từ dương này cực dương này, tôi đấu qua một con trở, sau đó phải đi vào dương của led này. Cách tìm dương của led thì chúng ta đo que đen vào đâu mà nó sáng thì dương ở đó các bạn nhé. Đây dương này, thì chúng ta sẽ đấu cái đầu que đen ấy vừa rồi đấy vào đầu dương của nguồn. Và bây giờ con led này tôi đấu đầu bên này xuống âm, thì tôi lấy ví dụ như này. Bây giờ tôi cắm điện là cái bóng này nó sáng này, đấy các bạn thấy không. Bây giờ thứ nhất là tôi thử đo xem cái con bóng này nó ăn bao nhiêu vôn, thì lúc đó tôi sẽ đo bằng thang DC vôn, đúng nhỉ. Đây đấy, chúng ta thấy nó báo thấp quá thì chúng ta lại giảm thang đo xuống. Ê, như vậy là cái con bóng này nó chạy có khoảng 2V thôi các bạn nhé, chứ không phải là 3V, có 2V thôi. Và bây giờ chúng ta muốn đo dòng thì phải làm gì ạ? Thì chúng ta phải mắc lối tiếp cái mạch này với cái đồng hồ. Thì chúng ta mắc như sau. Đấy, tôi rút điện từ nãy giờ nó vẫn cứ sáng này, chứng tỏ là cái tụ là nó tích điện rất là nhiều. Đây, cái cách đo dòng là như thế này nhé. Cách đo dòng thì bây giờ chúng ta để thang miliampere, đúng nhỉ. Chúng ta giả sử chúng ta biết là cái dòng này nó khoảng mấy miliampere thôi, thì chúng ta để thang 25 miliampere. Và cái que đỏ bây giờ chúng ta hướng về dương nguồn nhé, dương nguồn. Và que đen chúng ta hướng về âm nguồn. Nói cách khác bây giờ là cái đồng hồ của chúng ta nó trở thành một cái dây dẫn lối tiếp với cái mạch mà chúng ta cần đo. Tức là điện áp từ dương này 16,5V này đi qua điện trở này, đi qua đồng hồ, rồi quay về que đen này, đi qua đèn led này, xuống mát này. Bây giờ chúng ta cắm điện chúng ta xem là nó báo bao nhiêu miliampere. Nó báo ít như thế này thì chúng ta có thể giảm thang đo xuống. Nó lại kịch kim như vậy, rõ ràng chúng ta lại phải tăng về 25 miliampere. Và bây giờ chúng ta quan sát, chúng ta đếm nhé. Cách đếm này, chúng ta để thang 25 miliampere như thế này có nghĩa là nó lên đến tận 250 này nó mới là 25 miliampere, và nó lên số 100 này nó mới là 10 miliampere, lên số này mới là 5 miliampere. Thì ở đây nó có 3 miliampere thôi các bạn nhé. Như vậy là cái dòng này là cái dòng 3 miliampere các bạn nhé. Đấy, thì cái cách đo dòng là như vậy các bạn nhé. Tôi nhắc lại này, các bạn mà muốn đo dòng một cái tải nào đó thì các bạn phải ngắt cái đường mạch của chúng ra, và các bạn đo đồng hồ vào và đồng hồ trở thành một cái mạch lối tiếp với cái mạch cần đo, với cái linh kiện cần đo. Tức là chúng ta muốn đo cái dòng đi qua con led này thì chúng ta phải ngắt cái mạch ra và chúng ta cho cái dòng điện này chạy qua đồng hồ rồi chạy qua con led này thì chúng ta mới biết được cái dòng của nó nhé. Chúng ta lưu ý là trong quá trình sửa chữa thì chúng ta rất ít khi sử dụng cái thang đo dòng, và cái thang đo dòng là một cái thang mà rất dễ làm cho chúng ta bị nhầm và khiến cho đồng hồ của chúng ta bị cháy. Khi mà chúng ta để thang đo dòng mà chúng ta đo vào điện áp trực tiếp, đo trực tiếp vào điện áp nguồn điện ấy, có thể là AC, có thể là DC, thì lập tức đồng hồ của chúng ta sẽ bị hỏng ngay lập tức. Các bạn chú ý cho tôi, cho nên là các bạn hết sức cẩn thận khi chúng ta để thang đo dòng các bạn nhé. Thế vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái đồng hồ kim này,
bốn cái thang đo này, và chúng ta đây là một cái vật bất ly thân của bất kể một cái người thợ nào, nó sẽ theo chúng ta đến suốt cả cuộc đời. Và đây nếu như mà lần đầu tiên mà các bạn được tôi hướng dẫn thì các bạn tốt nhất là các bạn hãy mua một cái đồng hồ về và các bạn sẽ làm theo các cái hướng dẫn của tôi để các bạn thực tập cho nó quen. Và khi mà các bạn mua cái đồng hồ lần đầu tiên về thì các bạn không nên mua cái loại đắt tiền. Ví dụ như cái loại này của tôi hiện nay là 440.000, thì các bạn chỉ nên mua cái loại khoảng 100.000 thôi để các bạn thực tập, để chẳng may nó có bị nhầm thì các bạn coi như đấy là cái phí để học phí, đúng không nhỉ? Thế còn nếu mà các bạn mua cái loại đồng hồ tốt như thế này mà các bạn đo nhầm mà nó cháy mà vứt đi thì rất là phí các bạn nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và các bạn nhớ là khi các bạn xem video ở trên cái kênh của chúng tôi thì các bạn nhớ là đăng ký kênh cũng như là kích vào cái chuông và chọn tất cả. Khi đó thì mỗi khi mà tôi ra một cái video mới là các bạn sẽ nhận được tín hiệu để các bạn xem video kịp thời. Đồng thời các bạn chia sẻ giúp video lên các cái trang Facebook của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.